Chào các bạn, tiểu sử ca sĩ Yến Tràng. Yến Tràng có tên đầy đủ là Nguyễn Yến Tràng, sinh vào ngày 15 tháng 4 năm 1984 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một nữ ca sĩ, diễn viên điện ảnh kiêm người dẫn chương trình Người Việt Nam. Từng là cựu thành viên của nhóm Mây Trắng, đồng thời cô đã từng cùng cô em gái là Yến Nhi lập thành một đôi song ca Yến Tràng Yến Nhi. Cô cũng là quán quân của Bước Nhảy Hoàn Vũ 2013, giải bạc Dơ Rủi Mịch năm 2017. Năm lên 4 tuổi, Yến Tràng được gia đình cho tham gia sinh hoạt văn nghệ tại nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. Lúc bấy giờ, cô gây ấn tượng với các khán giả thiếu nhi biết đến qua các ca khúc thiếu nhi Em và Mùa Xuân, Soi Gương, Hai Ông Lang, Chiếc Khăn Tay. Năm 2000, Yến Tràng tham gia nhóm Mây Trắng và là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm. Đội hình 4 thành viên gồm Yến Tràng, Yến Nhi, em gái ruột của Yến Tràng, Thu Ngọc, Ngọc Châu đã duy trì trong một thời gian dài và đã gặt hái được nhiều thành công và là một hiện tượng nhạc trẻ tại thời điểm lúc bấy giờ. Lúc này, Yến Tràng còn được biết đến với vai trò MC trong chương trình Hát Với Ngôi Sao cùng với Nguyên Vũ và vai trò diễn viên. Năm 2007, cùng với Yến Nhi, cô tách khỏi nhóm Mây Trắng một thời gian sau đầu quân về Nguyễn Production tham gia dự án Ngũ Long Công Chúa gồm 5 thành viên Lương Bích Hữu, Yến Tràng, Yến Nhi, Trâm Ru Cô, Minh Tràng. Hướng tới dòng nhạc tin đang thịnh hành lúc bấy giờ, nhóm Ngũ Long Công Chúa nhanh chóng trở thành hiện tượng và đã cho mình một live show riêng vào ngày 25 tháng 11 năm 2007, gây tiếng vang lớn qua sự dìu dắt của nhạc sĩ Nguyễn Hà. Cuối năm 2007, sau khi dự án Ngũ Long Công Chúa kết thúc, Yến Tràng và Yến Nhi cũng kết hợp đồng với Nguyễn Production và tự thành lập nhóm hai chị em Yến Tràng, Yến Nhi hay còn gọi là nhóm Song Yến. Năm 2008, Yến Tràng và em gái ruột Yến Nhi cho ra mắt album đầu tay của hai chị em mang tên Song Yến với các sáng tác của Sĩ Luân và Trịnh Thăng Bình. Album đã nhận được sự đón nhận đông đảo từ các khán giả trẻ và top 5 album xuất sắc trong đề cử album và tháng 8 do đài HTV bình chọn. Năm 2009, Yến Tràng và Yến Nhi cho ra mắt sản phẩm tiếp theo của hai chị em Song Yến The Movie phần 1. SD The Movie là một sản phẩm ca nhạc và phim ý tưởng hay và lạ vào thời điểm đó của showbiz Việt. Nhưng đến tháng 6 năm 2009, nhóm Song Yến tạm ngừng các dự án âm nhạc của mình vì Yến Nhi bất ngờ bị tai nạn ở mắt và cần thời gian chữa trị phục hồi. Ngày 29 tháng 6, Yến Tràng chính thức ra mắt sự nghiệp solo. Năm 2010, Yến Tràng tham gia diễn xuất chính trong bộ phim Tết Công Chúa Tin và Ngũ Hổ Tướng cùng với Bảo Thi và Ưng Hoàng Phúc. Cũng trong năm 2010, sau sự thành công của Song Yến The Movie 1, Yến Tràng, Yến Nhi tiếp tục cho ra mắt sản phẩm phim ca nhạc Song Yến The Movie 2 với sự tham gia của hàng loạt các tên tuổi đình đám lúc bấy giờ: Chan Than San, Ngô Kiến Huy, Hot Girl Kelly, Thiên Minh, Vương Khang, Đôn Nguyễn. Cô đã phát hành album đầu tay Ruby vào năm 2011. Ngày 23 tháng 10 năm 2011, Yến Tràng được làm khách mời chính trong chương trình ăn khách nhất của Thái Lan, World Show. Cô đã giới thiệu cho khán giả Thái Lan và hai DJ World và Don Spacom đến thăm đất nước Việt Nam và những sản phẩm âm nhạc của cô. Cuối năm 2011, Yến Tràng được mời đảm nhận vai trò giám khảo trong cuộc thi Ngôi Sao Thời Trang. Năm 2013, Yến Tràng tham gia Bước Nhảy Hoàn Vũ cùng với bạn nhảy Stiso giành được ngôi vị quán quân của cuộc thi. Sau cuộc thi, cô tiếp tục tung ra hai single Nụ Cười Việt Nam và Đến Lúc Kết Thúc cùng với hai video âm nhạc. Cũng trong năm 2013, với danh hiệu Nữ Hoàng Khiêu Vũ, Yến Tràng đã tiếp tục nhận lời đóng vai chính trong bộ phim Bước Nhảy Hoàn Vũ. Phim sẽ dự kiến phát sóng vào năm 2017. Tháng 8 năm 2013, Yến Tràng được mời vào vị trí giám khảo trong cuộc thi Nhảy Cùng Âm Nhạc và Bước Nhảy do VTV9 tổ chức. Tháng 11 năm 2013, Yến Tràng hợp tác với Mono Group, tập đoàn giải trí của Thái Lan. Cuối năm 2013, Yến Tràng cùng với em gái Yến Nhi xuất hiện tại lễ trao giải Cannes Award của Thái Lan. Năm 2014, Yến Tràng được mời làm giám khảo cho chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ Nhí 2014 cùng với các học trò của mình. Team của Yến Tràng đã giành vị trí Á quân trong mùa giải đầu tiên.
Cũng trong năm đó, cô xuất hiện trong vai trò MC cùng với Nguyên Khang trong bức nhảy Hoàn Vũ năm 2014. Cuối năm 2014, cô được mời vào vị trí giám khảo cuộc thi Fashionista Việt Nam 2014 do Dinh tổ chức. Tháng 11, song song với việc ca hát, cùng với em gái ruột Yến Nhi, hai chị em đã ra mắt một siêu thị mini với tên gọi My Market tại phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015, Yến Trang tiếp tục được mời vào vị trí giám khảo chương trình Sao Là Sao, trải qua 10 đêm thi cùng với Yến Trang là nghệ sĩ Sĩ Luân, biên đạo Lâm Vinh Hải cùng giữ vai trò giám khảo. Vào tháng 3, Yến Trang xuất hiện ở Bangkok đầy ấn tượng với tư cách là khách mời trong cuộc thi Nam Vương Toàn Cầu 2015. Trong tháng 7, Yến Trang cho ra mắt thương hiệu túi xách riêng của mình với tên gọi The Sister Bang đã nhận được sự ủng hộ của người yêu thời trang. Cũng trong năm, dòng sản phẩm The Sister Bang đã cho ra mắt liên tiếp 3 phiên khúc khác nhau với giá cả hợp lý và chất lượng tốt. Thương hiệu túi xách riêng của Yến Trang nhanh chóng là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ. Tháng 8 năm 2015, Yến Trang đã gặp một tai nạn ở khuôn mặt trong đợt đi diễn ở Đà Lạt. Tháng 11, Yến Trang và Yến Nhi xuất hiện ở Bangkok với tư cách là khách mời Bangkok International Fashion Week. Năm 2016, Yến Trang đến chương trình The Remix Hòa Âm Ánh Sáng với tư cách là MC với MC Thành Trung trên kênh VTV3 cùng với em gái ruột Yến Nhi trong phần trình diễn khách mời ca khúc Xóa. Song Yến đã thể hiện khả năng vũ đạo và giọng hát tốt đến khán giả. Tháng 4, Yến Trang đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong chương trình Thử Tài Siêu Nhí, trải qua 15 tập phát sóng trong 4 tháng rèn luyện. Đội của Yến Trang với thành viên xuất sắc nhất là Thái Quang Hiểu đã giành được giải đồng. Tháng 5, Yến Trang cùng với em gái Yến Nhi cho ra mắt album mini Wasting For You đã khẳng định hơn nữa dòng nhạc EDM sôi động hai chị em đang theo đuổi. Album mini gồm 3 bài She PhD Phối Khí, trong đó hai ca khúc chính là Xóa và Wasting For You đã được hai chị em trình diện đầy ấn tượng tại The Remix và bước nhảy Hoàn Vũ 2016. Tháng 6, cô cùng với em gái Yến Nhi tham gia The Face với vai trò giám khảo khách mời. Tiếp tục với vai trò giám khảo, trong tháng 6, cô chính thức xác nhận đảm nhiệm vai trò chuyên gia trong chương trình Vươn Tới Ngôi Sao, một chương trình dài hơi hợp tác Hàn Quốc tìm kiếm những tài năng mới được đào tạo bên Hàn Quốc. Cũng trong năm, cửa hàng thời trang và thiết kế của hai chị em Yến Trang và Yến Nhi đã chính thức khai trương tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi là She Shop. Song song với các sản phẩm quần áo, hai chị em tiếp tục quảng bá thương hiệu túi xách riêng của mình là The Sister Bang. Tháng 9 năm 2016, Yến Trang cùng với em gái ruột Yến Nhi xuất hiện với vị trí giám khảo khách mời trong chương trình Siêu Mẫu Nhí do đài VTV9 tổ chức. Tháng 11 năm 2016, Yến Trang chính thức tham gia The Remix 2017 với đội hình gồm biên đạo Lan Nhi, Producer Ken Hill, DJ Panasnoy. Sau chiến thắng Team Sphere ở vòng đo ván đầu tiên ngày 10 tháng 3 năm 2017, team của Yến Trang lên sóng với đội hình mới gồm biên đạo Lan Nhi, Producer DJ Silic đối đầu với team của Bảo Thì, được báo chí cho rằng là cuộc đối đầu lịch sử trong Remix. Cùng với số điểm 39,5, Bảo Thi đã vượt qua Yến Trang ở phút cuối nhờ vào lượng vote của khán giả. Tuy vậy, trong 4 đội bị loại, đội của Yến Trang với số điểm bình chọn cao nhất và số điểm từ ban giám khảo cao nhất đã tiếp tục quay lại cuộc thi. Trải qua các vòng thi, Yến Trang xuất sắc giành giải bạc và giải do nhà tài trợ bình chọn. Năm 2017 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với âm nhạc của Yến Trang, liên tục ra mắt hai MV Buông và Quên nhận được sự đón nhận tích cực từ phía khán giả trẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.